Cho em thử ngồi sau. Cho em thử ngồi sau cả dân bốc đầu được không? Xê xê xê. Ây da. Ây da. Nước cởi mũ này, áo này, gió này, quần này. Xê. Ok rồi, ok rồi. Rồi rồi, ok rồi. Ui, anh em ở đây đông quá, bảo sao lag. Anh em tập trung hết đây lag quá. Mình đứng nhảy cho anh em xem. Mình lấy con xe để đi ra trung tâm nha. Đón đón ông anh mình à. F5 này. Ở đây là con Giang Rover của mình. Đâu rồi? Đây rồi, đây rồi. Em mưa hiệu ứng chậm quá. Mở mở. Cái rồi, cái rồi. Phải thở để xem máy đây. Rồi. Tắt đi. Thở drip ấy. Bẻ ra chửi nó cái. Phá xe à. Fuck you. Mày bị điên à? Ai à? Ai à? Mẹ nó định tông mình này. Đây cái này. Ai à? Tôi. Ai? Mẹ nó lừa. Đi chết. Bọn trong này đầu gấu quá em ạ. Chết rồi, sắp mình sắp chết rồi. Ui, anh da đen. Nó nhận quà xem được gì nào. Ơ mẹ lừa à, đây rồi. Xẹp. Nhận quà. Vãi cầm 32.000 tiền bẩn. Đây không tiêu rồi. Ái à. Ái à. Ông anh ơi. Ái à. Ông anh ơi. Ông anh đầu trọc ơi. Ông anh đầu trọc. Cho em mượn con xe tí được không? Chơi. Anh đừng có thuê xe khác nhá, không em mất để em thử chơi con này cái. À, mình bốc đầu anh em coi nhá. Con này bốc đầu à? Ấy à? Ấy à? Rồi rồi. Để mình đi tìm thằng cảnh đâu. Thì chơi à đâu cái thằng vừa nãy. Vừa em định hút bình. Đâu rồi? Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. À, đây rồi. Xe thằng nào đây ta? Trong u mà. Ông anh vào chưa? Mẹ, nó còn đéo cả đứng hình để vào luôn này. Ông anh ra đen này. Ông anh ra lên. Ui. Bạn có muốn xem tôi nhảy không? Nhảy gì không? Ông có muốn xem tôi nhảy cho ông không? Ông xem không? Nhảy cái gì cũng được. Nè nhìn nè. Nhìn gay vãi lòng. Sao lại gay? Biết muốn quẩy đâu. Tôi không, tôi phải biết nhảy. Tôi phải biết nhảy sexy như vậy rồi. Ông nhìn có thích không? Sợ. Được đấy. Tích tiền khoảng 2 triệu 3 mua được con Lamborghini Aventador. Ông có muốn đêm nay tôi với ông ngủ với nhau không? Thôi amen. Ái gì à? Người đẹp yêu ơi. Người đẹp. Sợ. Đi khám bệnh à? Người trai gái đây. Gay đúng không? Xem vào là ít gái lắm. Gay rồi. Con vợ này gay rồi. Ái gì à? Sợ. Gay à em? Rồi. Có phải gầy chắc rồi. Ấy. Người đẹp. Người đẹp. Ấy da. Đấy. Sao em cao thế? Em ngửi ở đâu mà cao thế em?
Thế có anh quân đội mang giày vô anh ơi à, là như nào? Mày bị điên à? Anh ra ai bốc đầu thử đi anh ra ai. Anh ra ai biết bốc đầu không? Vãi cả lầu đến người chơi này đít mẹ đam mê tốc độ à? Người chơi hệ phóng à? Về giải phóng nhà bố mày đít mẹ và chúng có cầm quan vân trường chúng có chém nó thì đi cụ mày luôn. Sản phẩm này không chữa được bệnh ngu nhưng mà Hà Nội đít con mẹ mày. Rap chậm thôi, một cái nót sao nên là phải táp tận nơi. Kiểu tưởng nước phải lưỡi nhớ các dân chơi. Tao rồi nghỉ đê cho đỡ tăng huyết áp. Yeah, tặng mày một táp ngập trời. Tao phải khuyên mày là rap chậm thôi, một cái nót sao nên là phải táp tận nơi. Tao rồi nghỉ đê cho đỡ tăng huyết áp. Yeah, tặng mày một táp ngập. Tôi thử bốc đầu con xe này. Rồi. Ui giời, con này lặng quá các bạn ạ. Con này lặng quá không bốc được. Ui. Cho em thử ngồi sau. Cho em thử ngồi sau cả dân bốc đầu được không? Xê xê xê. Ây da. Ây da. Rồi. Mẹ tắc hạng bốc đầu mất 1000 đô. 23 triệu. 1000 đô đổi ở tiền Việt là 23 triệu anh ạ. Ra cây anh đào được 24 tiền bẩn ạ. Em được 32.000 tiền bẩn này. Anh đâu ơi? Đây đang ở bệnh viện đây. Chỗ để xe này, chỗ để xe con Lambo à, con Range Rover của mày không? Để em cất ra không công an nó thu. Ở đây nhá, để anh ra mua nhá. Rồi, mình có 550.000, à 552.000. Mình sẽ mua mẹ con nào hợp lý thì double này. Đó, tiền nào của đấy. Ui, 62.000. 65.000. Đó, 600 chứ. 420, ui con này nhìn phó phạch thế nhỉ. Có đúng con mình thì thấy đúng con này là đẹp rồi. Không tí ra bốc đầu đâm nó chết xong mình chạy. Mẹ nó kiện đấy. 550, ui. Hay là mua con này nhỉ? Con Bảo này. Em không cố ý, em đang tập lái xe máy. Được, mua con này màu trắng đi. Trắng. Mua. Rồi. Đâu có mũ vào. Ui, con này hết tua không bốc được dài anh em ạ. Ui ui đi. Cái chỗ biến lên toàn nhà rẻ này, toàn mấy triệu, 18 triệu. Ô, toang xe rồi, không đi được nữa này. Ui, cái đi à, game ngồi trước. Ok rồi, đội mũ ra. Ok rồi, mình lại biểu diễn lại anh em coi nhá. Phát vừa hơi lỗi. Rồi. Vãi cả lầu đến người chơi này đít mẹ đam mê tốc độ à? Người chơi hệ phóng à? Về giải phóng nhà bố mày đít mẹ và chúng có cầm quan vân trường chúng có chém nó thì đi cụ mày luôn. Sản phẩm này không chữa được bệnh ngu nhưng mà Hà Nội đít con mẹ mày. Rap chậm thôi, một cái nót sao nên là phải táp tận nơi. Kiểu tưởng nước phải lưỡi nhớ các dân chơi. Tao rồi nghỉ đê cho đỡ tăng huyết áp. Yeah, tặng mày một táp ngập trời. Tao phải khuyên mày là rap chậm thôi, một cái nót sao nên là phải táp tận nơi. Tao rồi nghỉ đê cho đỡ tăng huyết áp. Yeah, tặng mày một táp ngập trời. Ôi đít con mẹ. Thôi mẹ đừng bảo là chạy bộ tiếp nhá. À không không. Rồi. Ô anh đâu rồi? Đâu này? Mẹ ăn bằng đi biển à? Mũ đâu? Đội mũ ấn cái gì quên mẹ mất rồi. Xong đội mũ ấy. Trời ơi. Mẹ mua của mũ bựa thế. Đéo đổi được mũ ấy, kiểu đéo gì. Ai ạ. Đâu rồi? Thì mẹ bố đâm vào tường chết mẹ mình luôn ạ. Phát cả đâm, mày anh bị lag rồi, mày bên em có đâm đâu. Thấy chưa, em chưa? Chưa. Đây rồi. Ây da. Đây rồi. Đúng rồi, mua xe máy chỉ có gì giết người thôi.
Ai da, ai da, là còn đâm đâm thêm phát nữa. Lên 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 chết. Ai à, đời á, lag ở trên đi bốc đầu rồi. Ôi. Còn người chả còn cháu cái gì, còn mỗi cái cần 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 câu cá. Ai ạ. Hỏng rồi. Ôi lên lên ra đi viện đi, đi bốc đầu rồi. Chả bắt rồi. Đi mua xe máy đi đi gầu mà. Ông bò à? Chứ ông chưa bò chết rồi. Ờ, anh làm anh mua tủ chéo à? Ờ, đâu bất thường hôm nọ. Lên lên trên Discord này mua tôi mua tủ chéo bò bán bằng tiền game ấy. Anh mua bao tiền đấy? Anh mua có 300k. Ừ, để em tìm bác sĩ á. Bác sĩ đâu mẹ rồi? Ui, ở đây có thằng chết, có đéo ai cứu này. Phi hẳn vào trong viện luôn nhá. Thì đây này, trong viện đâu qua đâu, nó không biết đâu. Ở thì đồ đây thôi. Và trong không ai biết đâu, thật. Đồ đây này. Và trong ma nó cứu. Ông anh ơi, ông anh ơi, cho hỏi bác sĩ đâu rồi. Ông anh. Không biết à? Ông anh tôi bốc đầu gã chết ở đây này. Cứ đỗ ở cửa đấy, đó đây này. Tôi đã xấu hổ. Yêu boy chết. Bốc đầu vào đây. Ông anh tôi bốc đầu chết. Lên xe ngồi bạn. Đỗ. Vãi đồ đéo bác sĩ mà. Ít mẹ em chỉ ai đã đánh chết con mẹ bây giờ. Tha vào bố mày điên đấy. Mày đúng không? Hả? Tha chỉ bố mày điên. Điếc à? Chết mẹ à. Điên à? Em chửi bố mày điên à? Điếc mẹ, em chửi ai điên? Mà chửi ai điên? Điếc mẹ mày. Mà chửi ai điên? Mà chửi ai điên? Ốc lồn. Mà chửi ai điên? Hả? Hả? Mà chửi bố mày điên á? À? À, thích lên xe gì? Rồi. Nào. Ít, mẹ chửi bố mày điên, chửi bố mày điên á. Chửi ai điên? Chửi bố mày điên. Ai dạ. Mày sợ tao mày không dám chấm, chui ra ngoài này à? Chui cả 1 mét. Mày sợ tao không dám ra ngoài này thằng con. Mẹ không ra tao vào. Nó chạy ra sao ấy. Đây. Mày đi mặt lạ à. Chạy em mày có chết không? Riêng lợn tống chết không? Ai da. Yêu mẹ game. Ok em ơi, đâu thằng nào mua thuốc ấy? Thằng nào mua thuốc anh bán đâu? À, mày tăng hình rồi.
Cái chắc game lỗi anh nhìn mày tàng hình mẹ rồi. Mua thuốc gì nhỉ? Viên là 500 à? Đây. Nhưng mà anh xin lỗi là anh đéo phải bác sĩ. Mày... anh đéo phải bác sĩ. Mày... anh lộn xe gì mà giúp tới anh chưa? Xin lỗi bác sĩ ơi. Thật ra nó vừa lém xe vào đấy. Đây đây thuốc đây. Chậu... Em kêu đi ăn cơm. Em đéo phải bác sĩ đừng hỏi em. Phải kia hỏi mua thuốc em đéo có. Này thuốc tết lên giá em ơi. Chấp nhận giá đó đi em. Thuốc tết lên giá em ơi. Trời trời. Mùng 3 đâu rồi đâu rồi. Mày em đang ngoài cổng viện. Mày chưa lì xì cho tao nữa. Vô đây mày kỳ kèo. Bạn thằng áo trắng lắm nhỉ. Vãi đồ lag gần chết, vẫn gần chết này. Ra đéo mua thuốc dần đau phát, mày lag. Tôi còn tí máu luôn. Áo. Đội cái mũ bảo hiểm mà. Anh đâu ơi? Đang ở cửa viện luôn. Đi, anh vừa đi quen xong. Mất hình này. Đây em đứng đây. Có thấy gì đâu. Em đang đứng gần anh, lên mô đây. Lên rồi đấy. Lên chưa? Đổi mũ vào nhá. Mấy con loại này luôn. Cấp 1. Mẹ lạc thế. Em và anh đi cướp không? Đây thằng này này. Cướp thằng này này. Xuống thế. Xuống. Thằng kia. Cái một con bọn này nó xuống nó bắn chết. Mình có xuống không? Xe trắng ơi. Xuống. Khéo đâu đâm chết đấy. Xuống xe bạn ơi. Xuống xe nhờ tí bạn ơi. Mẹ chạy kìa. Ôi mẹ lự. Nhìn đeo có súng là làm gì được. Ôi. Xuống. Mẹ bảo nghe không? Xuống xe. Gì đấy không? Xuống đi. Xuống này. Xuống tôi bảo cái. Được ông ơi, sắp chết rồi, để tôi đi. Xuống đi. Để lấy đồ ăn cái ông ơi. Đi thì xuống đi, tôi xuống rồi. Xuống cho đồ ăn. Xuống các bạn. Đại ca, đấm huy đại ca. Đấm huy nó sắp xếp rồi. Đấm huy đi. À mấy anh, thả em đi chứ. Lột tiền đi. Bảo kê. Anh ơi, sắp gì rồi anh ơi. Thả đi anh ơi. Lì xì đây, tết rồi ok. Vài nghìn đây, có xin vài nghìn. Ơi, em sắp gì rồi. Sao đang lấy xe anh ơi. Vậy à, mày có được anh ơi. Mày có được không, đang súng đấy. Mẹ đấm chết cùi đây. Mẹ chạy. Má sao chạy nhanh thế nhỉ? Chạy nhanh thế nhỉ? Mẹ em chạy mồ thôi. Quên. Mẹ chạy à? Chạy à? Dạ đi mẹ ngã. anh phế thế. Mẹ chạy nhanh quá. Mẹ nó. Ai không? Dừng lại. Không một lời súng bắn chết mẹ mày đấy. Ôi thảo ơi. Dừng lại, tao lấy súng tao bắn đấy. Dừng lại tao bảo anh em. Không tao đánh chết mẹ đấy. Con lợn này, chạy đi, mày chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Mình vỡ hồn rồi. Vãi hồn. Chạy.
chạy tốc biến này đi các bạn chạy nhanh thế nhở. Ai da hai thằng đéo rồi lò đi phế vậy rồi. Nó là lấy xe đấy, chết rồi, nó chết rồi, nó ngã chết rồi mẹ rồi. À chưa mẹ, đây nó đầy máu ấy, đấm mấy phát có chết đâu, đấm mấy phát có chết đâu. Các bạn nó ăn đéo chạy nhanh hết nhở, nó bị lag mình nhìn tốc biến luôn ạ. À. Mẹ nó cháu này mày bắt đầu phương được rồi. Mẹ riêng bây giờ chạy này đấm chết mẹ không cho hồi sinh luôn. Ôi. Mày đây. Alo, tôi xin mày hiểu sao nghe. Đừng có chạy bạn ơi. Dừng lại. Mẹ chẳng nghe rút súng ra thì không đánh nhưng mà. Mẹ đừng để bọn tao dùng biện pháp mạnh. Dừng lại. Đây rồi. Sắp có xe mới lưu bì anh ơi, tha anh ơi. Thì mày đứng lại sao mày phải chạy? Đứng lại sao phải chạy? Chạy. Tao xin vài nghìn nó đi về đâu nó đi về chạy. Chạy. Mẹ ngoan anh của ta, riêng mày chạy nhá, mẹ bọn tao rồi bằng được thôi. Nó khịa đây. Mẹ nó khịa đây. Đây em đi sau đây. Đấm. Chạy. Chạy. Đừng nếu chạy nó khịa mày, đừng nếu nó chạy. Em đấm nó cái rồi. Chạy. Đấm nó ba cái không chết này. Chạy. Chạy. Mẹ mày chạy đi. Tao rồi mày hơi mệt rồi đây. Đấm nó ba phát mà không chết này. Đâu rồi? Chạy. Ai xong tông biến nhá, lag rồi. Em đuổi anh mày mệt vãi rồi. Cái thằng này tôi ôn này. Bắt được nhốt chuồng chó. Chạy. Chạy đi. Chạy. Chạy. Nãy giờ không dính cái nào luôn á không? Sao đấm bác không đấm bác đấm bác rồi. Thì mệt với thằng này đấy nhở. Mày dừng lại, tao sẽ vào đi. Mày đéo làm gì mày? Đấm đéo chết à? Các mày ảo thật đấy. Trời anh ơi, đi sắp rồi, đi sắp xe anh ơi. Ai đi mày đéo này mày chết rồi đi mẹ. Vừa đủ tiền sống mà anh ơi, anh cướp là chết em anh rồi. Anh ạ, đi có lại chết đâu đổ máu rồi. Mày đâm anh. Đâm rồi đâu, chúng cứ làm tận đúng đồng đội thôi. Đi mẹ chạy. Thôi hả? Đi phải anh phế mấy rồi đó. Chết cái mẹ rồi. Đúng rồi, đúng rồi, anh. Đứng lại, đứng lại. Đâm lộn. Đừng đánh nữa. Ui dồi, mẹ anh ơi. Nó dễ. Đúng lại con mà. Sao mày chạy đi? Vui nhờ, cứu bạn anh đi chứ. Đi ba thằng con rồi, sao mày chạy? Vừa đủ tiền để cái gì hết. Mày giết rồi anh đi, mày à, giết rồi. Đánh anh giờ, mấy anh này, vui nhờ. Đi có bạn nói chết đúng nào, đúng vẫn nhiệt. Đừng có đéo máu nha. Cay phải rồi là thịt vậy luôn nữa. Anh là chết rồi rồi. Rồi đừng phải chạy chết luôn rồi. Đi thôi mẹ. Địt mẹ mệt quá đấy mày dồn. Ai phải phế phải rồi. Đâm nó đéo mất nó đâu. Địt mẹ mấy cái đâm chúng bây giờ chứ mất nó thì nhớ đâu. Game đéo gì vậy ạ. Anh đấm nó 5 phát không chứ không mất máu luôn ạ. Mẹ toang rồi. Nó chạy ra đâu rồi ấy. Mất mẹo. Mất dấu rồi.